Xin chào bọn con. Hôm nay thầy sẽ lại tiếp tục làm cho chúng ta một cái ví dụ liên quan tới phần tọa độ OXY trong không gian. Đây là phần hình của lớp 12. Nội dung bài tập liên quan tới phương trình và bài tập mặt phẳng theo đoạn chắn. Ở đây là cái từ theo đoạn chắn. Lý thuyết về phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn thì thầy đã có một hai video nói về điều này rồi. Chúng ta sẽ không nhắc lại quá chi tiết và dài dòng, nhưng chúng ta sẽ đi vào bài tập luôn. Đó là dùng cái phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn để làm một cái bài tập liên quan tới thể tích của tứ diện là lớn nhất. Chúng ta đã có bài tập mà viết phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn sao cho cái tam giác ABC nhận M làm trọng tâm này, nhận M làm trực tâm này, đúng không nào? Rồi bây giờ sẽ là cái bài mà cắt ra ba điểm ABC mà thể tích của tứ diện OABC là mắc, tức là lớn nhất. Thế dấu hiệu để mà nhận ra phương trình đoạn chắn là gì? Đó là gì? Đó là các cái điểm đặc biệt nằm trên OX, OY, OZ. Thì mặt phẳng đi qua ba điểm đặc biệt đó sẽ được viết theo phương trình đoạn chắn. Mà phương trình đoạn chắn là gì? Thì ta lại ghi mỗi cái công thức vào đây thôi. Khi mà một mặt phẳng P nó cắt vào ba trục OX, OY, OZ tại ba điểm đặc biệt là A00, điểm này thuộc OX nha. B có tọa độ là 0B0 và C có tọa độ là 00C. Thì phương trình mặt phẳng P là 2 chấm X trên A cộng Y trên B cộng Z trên C bằng 1. Trong đó A, B, C là khác không. Một cách tổng quát nhé, là nếu như nó cắt vào ba trục tại các điểm có tọa độ là A00, 0B0 và 00C thì các tọa độ A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ nó chỉ cần khác không thôi. Bởi vì là để cho cái điểm A ấy, nó không trùng vào góc O. Điểm B, điểm C cũng như vậy. Chứ còn A, B, C nhỏ hoàn toàn nó có thể âm nhá. Nó có thể cắt vào cái phía âm của cái trục OX. Nhưng trong bài này, ở bài này chúng ta cũng phải nhìn kỹ với nhau một tí. Đó là gì? Người ta lại cho cắt vào các tia. Con nhìn này, cắt vào các tia. Tia tức là gì? Là cái phía dương tính từ O cho đến đến X ấy, từ O từ góc O của hệ trục cho đến cái mũi tên ấy, thì đó là cái phần dương, phần tọa độ dương. Mà hơn nữa cái điểm M ABC đây này, à cái điểm M 1 2 3 đây này thì nó cũng là cái điểm M có ba tọa độ dương, nằm ở trong cái góc phần 8 mà toàn tọa độ dương hết. OX, OY, OZ là các tia nhá. Mọi người nhớ này, ở bài này là tia OX, OY, OZ. Nên chúng ta cũng sẽ suy ra tọa độ ba điểm đặc biệt như thế này nhưng mà ABC là phải dương. Mọi người nhớ nhá. Phương trình mặt chắn, phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn nhưng mà ba cái thông số ABC là dương. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng cái việc là mặt phẳng P đi qua M. Mọi con còn nhớ không? Vì P đi qua M nên ta có đi qua, tức là gì? Đi qua tức là mình thay tọa độ của điểm M vào cái phương trình mặt phẳng thì nó phải thỏa mãn. Mà thỏa mãn tức là nó đi qua. Đã. Vậy là ta có 1 trên A cộng 2 trên B cộng 3 trên C bằng 1. Bằng 1 nha, không phải bằng 0 đâu. Thỉnh thoảng một số bạn lại nhớ nhầm công thức lại cho là bằng 0. Mọi con nhớ chưa nào? Rồi bây giờ mình sẽ bàn tiếp đến cái chuyện là tứ diện OABC có thể tích là mắc. Thế thì cái tứ diện này có gì đặc biệt không? Cái thước có thấy đâu rồi nhỉ? Chắc là phải vẽ bằng tay mất rồi, cái thước rồi. Các em lại lại mệt lại vứt đi đâu rồi. Đây, thì có một cái hệ trục vẽ nhỏ nhỏ thế này vậy. Vẽ bằng tay mà vẽ to thì nó xấu. Xong rồi mình cắt vào đây. Trục này là trục OX. Trục này là trục OY. Và trục này là trục OZ. Nhá. Thì đây là góc O. Đôi một vuông góc. Tại O. Đây là điểm A. Đây là điểm B. Và đây là điểm C. Tọa độ A nhỏ, B nhỏ và C nhỏ.
Đó, được chưa nào? Rồi, thế thì cái OABC chúng ta mới nhận thấy rằng đó là một tứ diện đặc biệt mà có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau tại O nhá. OABC là tứ diện đặc biệt. Là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi vì nó có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Đôi một vuông góc. Vuông góc nhau tại O. Và chúng ta cũng sẽ chứng minh dễ dàng rằng là cái OC vuông góc với OA, OC vuông góc với OB, nên ta suy ra OC vuông góc với mặt phẳng OAB. Và mình được phép coi OC chính là chiều cao. Còn coi tam giác OAB là đáy của cái tứ diện, hay của cái chóp đi, dùng từ chóp đi cho nó chính xác nhỉ. Chiều cao và đáy mà, thì mình sẽ nói là của chóp. Của chóp. Chóp bây giờ mình chóp là chóp đỉnh C đúng không? C chấm OAB. Vậy ta mới suy ra là V của OABC chính là V của COAB, chính là 1 phần 3 chiều cao CO nhân với diện tích đáy của OAB. Đúng chưa nào? Thế mà CO thì dài bao nhiêu? Khi mà tọa độ điểm C là như thế này, là đây, từ là C nhỏ, từ O cho đến C, thì chúng ta lưu ý một tí xíu vào đây là với những cái điều kiện như thế này, với những cái tọa độ đặc biệt như thế này, thì OA chính là dài bằng A, OB chính là dài bằng B và OC chính là dài bằng C. Độ dài đấy nhá. Ví dụ điểm A nó có tọa độ là 200 thì điểm A 200 nó nằm ở chỗ này là số 2. Vậy từ đây đến đây thì nó dài bằng 2 thế thôi. Hai đơn vị độ dài trên hệ trục nhá. Và bây giờ mình viết tiếp công thức vào đây. Bằng 1 phần 3 nhân với C nhân với 1 phần 2 OA nhân OB. Chỗ này hãy cứ để là CO đi đã nhá. Đấy. Tại sao lại là 1 phần 2 OA OB? Tại vì tam giác OAB là đáy và mở ngoặc tam giác OAB vuông tại tại O. Mà diện tích tam giác vuông là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Vậy ở đây sẽ là 1 phần 6 OA nhân OB nhân với OC. Và mình thay vào là 1 phần 6 nhân A nhân B nhân C. Kết quả là ABC chia 6 đơn vị diện tích. Việc của mình bây giờ là đánh giá làm sao để tìm ra mắc của cái thằng này, tức là giá trị lớn nhất của nó. Mình chỉ có cái này thôi. Mình nhìn lại cả bài thì mình chỉ có mỗi cái này thôi. Bây giờ mình đánh giá làm sao? Đó. Thì bây giờ mình sẽ đánh giá như thế nào đây? Chúng ta học lớp 10, chúng ta có còn nhớ công thức bất đẳng thức Cauchy ba số không? Nhá. Nháp vào đây nhá. Nháp để cho bọn con nhớ thôi. Nháp cái Cauchy ba số. Một số người viết cái tiếng khác đi, đây phải viết tiếng phiên âm, viết cứ viết thế này thôi cũng được nhá. Đọc là bất đẳng thức Cauchy ba số là với a b c mà dương thì ta có a cộng b cộng c lớn hơn hoặc bằng 3 căn bậc 3 của a b c. Dấu bằng xảy ra khi a bằng b bằng c. Mình nhắc nhẹ thế này thôi. Chứ vì mà cái video này không phải nói về bất đẳng thức nên sẽ không nói chi tiết nữa nhá. Thì bây giờ vì 1 phần A cộng 2 phần B cộng 3 phần C bằng 1 mà theo bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương thì sao? Thì 1 phần A cộng 2 phần B cộng 3 phần C lớn hơn hoặc bằng 3 căn bậc 3 của tích ba thằng này. 1 phần A nhân 2 phần B nhân 3 phần C. Như vậy là 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng 3 căn bậc 3 của 6 trên ABC. Ủa, số 6 này xuất hiện luôn này. Không phải. À đúng rồi, nó hơi ngược tí đây này. Thế thì bây giờ mình thấy chia 3 sang đây nhá. 1 phần 3 sẽ lớn hơn hoặc bằng căn bậc 3 của 6 trên ABC. Vậy viết tiếp vào đây nhá. Thầy mũ 3 lên.
1 phần 27 sẽ lớn hơn hoặc bằng 6 trên ABC. Lộn ngược thì 27 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng ABC trên 6. Ủa? Thế là thể tích nó nhỏ nhất sao? Chứ đâu phải là lớn nhất đâu. À, đúng rồi. Cái đề bài này thầy không xem lại văn bản, tức là cái bản đánh máy hoặc là bản in cái bản đề, mà chép ra tự dưng thầy chép luôn là VOABC max, thì ta mới thấy ngay là nó có vấn đề vô lý. Bởi vì sao? Ta có biết tại sao nó vô lý không? Tại vì là nếu như một điểm M tọa độ 1, 2, 3 nằm ở đây này, mà cho cái mặt phẳng xoay quanh M, tức là nó đi qua M, thì nó cắt hàng hòm hòm tàm tàm như này này, thì nó sẽ ra một cái thể tích. Nhưng bây giờ mình cho nó cắt thấp xuống, cái C này thấp xuống, nhưng mà vẫn đi qua M, và sau đó nó chĩa cái này dài 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 ra, dài tít tìm tịt ra, thì lúc đó cái thể tích nó sẽ to. Và mình đâu có biết được là mắc là bao nhiêu đâu. Cái chỗ này không phải là mắc đâu, chỗ này là min. Viết phương trình mặt phẳng P qua M sao cho cắt các tia OX, OY, OZ tại ABC mà thể tích của OABC là min. Bởi vì thực tế mình làm ra thì xong nó min đây mà. Min nó là 27 này. Đây, thể tích đây đúng không? ABC trên 6 đây đúng không? ABC trên 6 thì lớn hơn bằng 27. Vậy min nó là 27 chứ đâu phải mắc. Mình làm ra mình thấy nó khác thì mình phải sửa lại đề. Còn đi thi trắc nghiệm mà mình làm ra ấy, mà mình thấy nó khác thì mình phải xem lại lời giải của mình. Tại vì đã là đề thi thì nó phải chuẩn. Còn đây là đề mình học thôi. Thầy còn không phải chép đề ra, thì cứ nhớ mang máng thì chép ra. Giờ xong rồi mình quan sát trên hình vẽ mình mới thấy là nó không có mắc được, bởi vì là mình cho cái A với cái B để nó cắt dài về cái phía cộng vô cùng này. Đấy, cắt chéo mãi về phía cộng vô cùng, xòe to cái tứ diện này ra thì nó sẽ không có mắc. Đây, min nó đây. Nhá. Nhưng mà thực ra có mắc không nhỉ? Nó phải đi qua M mà. Bởi vì là khi mà cái AB dài mãi ra thì cái C nó thấp xuống. Rồi, cái câu chuyện mắc thì ta sẽ bàn sau, nhưng mà đánh giá đơn giản nhẹ nhàng thì đến chỗ này nó là min nhá. Thì mình sẽ sửa đề chỗ này là min đi cho nó chuẩn, cho nó khớp với cái việc này. Đến bây giờ đây rồi, xong thể tích đây rồi thì mình sẽ kết luận là gì? Đến đây. Vậy. Vậy. V min của OABC. Nó không, V của OABC min nhỏ nhất đi. Nhỏ nhất là 27. Khi nào? Khi mà cái đánh giá bất thường tướng Cauchy này nó xảy ra dấu bằng, tức là 1 phần A bằng 2 phần B bằng 3 phần C. Thế mà tổng ba cái thằng này nó lại bằng gì? Tổng nó lại bằng 1. Mà bây giờ ba thằng này nó bằng nhau. Vậy thì mỗi cái sẽ là 1 phần 3. Đúng không nào? Ba cái bằng nhau nhá, mà tổng lại bằng 1, thế thì mỗi cái phải là 1 phần 3. Vậy thì A ở đây sẽ bằng 3, B ở đây sẽ bằng 6 và C ở đây sẽ bằng 9. Từ đó chúng ta có phương trình mặt phẳng cần tìm, đó là x trên 3 cộng y trên 6 cộng z trên 9 bằng 1. Đó. Kết quả là như vậy. Được không nào? Hy vọng là bọn con có thể hiểu được cái bài này.